USGO công bố kết luận điều tra xác định Việt Nam có các hành động, chính sách, cách làm can thiệp vào thị trường ngoại hối, tạo gánh nặng và hạn chế thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, USGO cho biết cơ quan này chưa đưa ra một hành động trừng phạt cụ thể nào đối với Việt Nam và sẽ tiếp tục cân nhắc các lựa chọn có sẵn. Đây là cuộc điều tra được USGO tuyên bố bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái theo mục 301 của đạo luật thương mại 1974. Theo USGO, trong quá trình điều tra, cơ quan này cũng tham vấn Bộ Tài chính Mỹ liên quan đến cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ và chính sách tỷ giá ngoại hối của Việt Nam. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer được trích lời trong báo cáo. Trong báo cáo của USGO nói rằng các hành động, chính sách và cách làm không công bằng góp phần làm giảm giá trị tiền tệ, gây hại cho người lao động và doanh nghiệp Hoa Kỳ và cần phải được xem xét. Trước khi USGO có kết quả cuộc điều tra vào ngày 16 tháng 12, 2020, chính phủ Mỹ đã gắn mác Việt Nam là quốc gia thao túng tiền tệ sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố kết luận rằng Việt Nam đã vượt quá cả 3 tiêu chuẩn đánh giá về thao túng tiền tệ, bao gồm can thiệp vào thị trường ngoại hối như tài khoản, vãng lai và thặng dư thương mại. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng hồi tháng 10, 2020 cho biết Ngân hàng Nhà nước chưa và sẽ không bao giờ sử dụng công cụ chính sách tiền tệ như tỷ giá để tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong giao dịch thương mại và quốc tế. Trong suốt quá trình USGO điều tra, các lãnh đạo Việt Nam bao gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có những điện đàm với phía Mỹ, cam kết hợp tác với phía Hoa Kỳ hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ đạt hơn 69 tỷ đô la, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu của Bộ Công Thương Việt Nam, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh vào tối ngày 15 tháng 1 có cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien. Vấn đề Mỹ đang điều tra Việt Nam thao túng tiền tệ được thảo luận trong cuộc điện đàm này. Truyền thông Nhà nước Việt Nam cho biết thông tin vừa nêu trong cùng ngày. Trong cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh lên tiếng rằng Việt Nam đánh giá cao về việc Cố vấn An ninh Quốc gia, Đại diện Thương mại và Ngoại trưởng Hoa Kỳ lắng nghe và ghi nhận những quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong quá trình cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ USGO tiến hành điều tra chính sách tiền tệ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam theo điều khoản 301 của luật thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien cũng bày tỏ rằng Hoa Kỳ đánh giá cao các bộ, ngành và Việt Nam đã hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ cũng như phối hợp với USGO trong quá trình tham vấn trong khuôn khổ vụ điều tra theo điều khoản 301 của. Ông Robert O'Brien khẳng định việc hai bên tích cực đối thoại đã góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại phát triển ổn định, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân của cả hai nước. Đại diện của Việt Nam và Hoa Kỳ trong buổi điện đàm vào tối ngày 15 tháng 1 đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ phát triển ổn định, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, toàn quyền lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cùng có lợi nhau. Chính quyền Hoa Kỳ có kế hoạch trong tuần này công bố cuộc điều tra về hoạt động tiền tệ của Việt Nam. Bloomberg News đưa tin ngày 30 tháng 9 dẫn ba nguồn liên hệ chặt chẽ với vấn đề này rằng cuộc điều tra bắt nguồn từ tháng 8 sau khi Bộ trưởng Thương mại và Bộ Ngân khố Mỹ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ qua vụ việc cụ thể liên quan lốp xe nhập khẩu từ Việt Nam. Trả lời báo chí về tin vừa nêu, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng vào ngày 1 tháng 10 cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đang liên hệ với phía Hoa Kỳ để kiểm chứng thông tin này. Theo Bloomberg, chính quyền Trump thực hiện cuộc điều tra theo mục 301 của đạo luật thương mại 1974. Mục 301 này cũng đã được áp dụng đối tác với Trung Quốc để áp đặt thuế quan lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá lên hàng tỷ Mỹ Kim. Biện pháp này khơi sự cuộc chiến mậu dịch giữa hai nước. Việt Nam là một trong 10 đối tác mậu dịch lớn nhất của Hoa Kỳ.
Mậu dịch của Hoa Kỳ trong thương mại với Việt Nam tính đến tháng 7 năm nay gần 35 tỷ Mỹ kim. Tổng thống Donald Trump thường chỉ trích hành động thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại. Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã gắn nhãn Việt Nam trong vấn đề thao túng tiền tệ. Vậy các kịch bản tiếp theo nếu có sẽ là gì và tác động đến Việt Nam như thế nào? Kịch bản 1: Mỹ áp thuế đối kháng. Bộ Tài chính Mỹ dự định thảo luận với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam và đề xuất một loạt lựa chọn chính sách chủ yếu nhằm giảm thiểu sự mất cân bằng thương mại song phương. Nếu cam kết không mang lại kết quả thuận lợi, Mỹ có thể áp thuế đối kháng với Việt Nam. Quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra vào tháng 3 2021. Tuy nhiên, trước khi áp thuế, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ phải chứng minh rằng có thiệt hại đáng kể đối với các công ty Mỹ. Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng viện dẫn bộ mục 301 của luật thương mại Mỹ năm 1974 để cáo buộc rằng năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã mua 22 tỷ USD để phá giá tiền đồng. Các cuộc điều tra theo mục 301 có thể kéo dài hàng tháng, song sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USTO đưa ra kết luận điều tra, việc áp thuế không yêu cầu bất kỳ chứng minh nào về thiệt hại vật chất. Các yêu cầu bồi thường có thể vấp phải những thách thức pháp lý vì các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO không xác định thay đổi tỷ giá, hối đoái là trợ cấp xuất khẩu và việc áp thuế đối kháng có thể được hiểu là vi phạm các quy định của WTO. Do đó, nếu Mỹ áp thuế, Việt Nam có thể kiện lên WTO. Kịch bản 2: Mỹ theo đuổi cam kết song phương và cải cách WTO. Các ưu đãi về chính sách thương mại của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden phản ánh lợi ích kép trong việc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc đối với thương mại toàn cầu và theo đuổi đàm phán thương mại đa phương tại WTO. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Biden đã cam kết bảo vệ việc làm của người Mỹ và ra dấu rằng cần phải đổi mới lập trường của chính phủ Mỹ đối với WTO và thảo luận về một chương trình cải cách. Ngoài ra, với tư cách là phó tổng thống dưới thời tổng thống Barack Obama, ông Biden từng tham gia đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, theo đó ủng hộ thương mại đa phương. Dưới thời ông Biden, việc Mỹ trở lại với các thỏa thuận thương mại ở châu Á-Thái Bình Dương vẫn chịu những ràng buộc chính trị trong nước. Ví dụ có sự đồng thuận mạnh mẽ của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ rằng Mỹ mất nhiều hơn được từ một số thỏa thuận thương mại. Do đó, kịch bản có thể xảy ra là chính quyền Biden tiếp tục hợp tác với Việt Nam và yêu cầu các cơ quan chức năng của Việt Nam đảm bảo các thông lệ thương mại công bằng. Sau khi Mỹ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ, trong cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Trump, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tỏ ý sẵn sàng tăng cường mua máy bay, khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG và nông sản của Mỹ. Song song với đó, Mỹ có thể sẽ thúc đẩy cải cách WTO, gồm xác định việc thao túng tiền tệ như một hình thức trợ cấp xuất khẩu. Điều này có thể tạo cơ sở pháp lý để Mỹ áp thuế đối với một loạt nền kinh tế có thặng dư thương mại với Mỹ và những đối tác can thiệp vào thị trường tiền tệ. Tác động đến Việt Nam. Đối với Việt Nam, hợp tác với giới chức Mỹ dường như có ý nghĩa quan trọng chiến lược. Tháng 6 2019, Việt Nam yêu cầu các quan chức hải quan giám sát cẩn trọng các giấy chứng nhận xuất xứ từ Việt Nam nhằm xoa dịu các quan chức Mỹ. Từ năm 2016, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có phần thúc đẩy sự dịch chuyển chuỗi cung ứng sản xuất vào Việt Nam. Từ năm 2016-2018, xuất khẩu hàng quý từ Việt Nam sang Mỹ tăng 6,4 tỷ USD. Các chuyên gia phân tích của Nomura ước tính năm 2019, lợi ích mà Việt Nam được hưởng từ chiến tranh thương mại tương đương gần 8% GDP. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Mỹ đang hướng đến Việt Nam như một điểm đến sản xuất thay thế. Một số công ty Mỹ công bố kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, gồm Vanek, Filmator, Ashley Home, Google, Universal Alloy. Do đó, Mỹ là đối tác kinh tế quan trọng Việt Nam và việc áp thuế sẽ tác động tiêu cực đến nguồn thu xuất khẩu, đồng thời làm tổn thương tâm lý nhà đầu tư. Vì vậy, nhiều khả năng các quan chức Việt Nam sẽ chú trọng hợp tác với Mỹ để ngăn chặn kịch bản này. Để làm được như vậy, các quan chức Việt Nam và Mỹ đã lên kế hoạch thảo luận các vấn đề thương mại. Giới chức Việt Nam cho rằng việc duy trì các cuộc đàm phán vào thời điểm này là cực kỳ quan trọng đối với cả hai bên.
quan hệ Việt-Mỹ vẫn bền chặt. Phòng Thương mại Mỹ cùng phản bác tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Việt Nam đã không qua được bài sát hạch gồm 3 tiêu chí về việc có thao túng tiền tệ hay không. Tất cả những điều này là tín hiệu tốt cho quan hệ thương mại Việt-Mỹ, tuy nhiên vẫn phải chờ đợi vào những động thái tiếp theo của chính quyền Biden từ tháng 1 2021. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.